Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Chu Du Bóng Bàn. Hôm nay Chu Du Bóng Bàn đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Chu Du Bóng Bàn đang đứng ngay trong công viên vườn hoa Lý Thái Tổ. Thì đằng sau quý vị thấy đó là bức tượng của ngài Lý Thái Tổ. Thì bây giờ Chu Du Bóng Bàn sẽ đi một vòng quanh trong cái vườn hoa ở đây, và sau đó mình sẽ đi ra cái Hồ Gươm, là những cái địa danh nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội nha. Và xin mời đi vào một cái điểm trước nha. Đi mời. Đây là Lý Thái Tổ 974 và 1028. Rồi, mình chỉ tham quan một chút ở trong cái vườn hoa Lý Thái Tổ này thôi. Bây giờ tiếp tục đi ra chỗ mà Hồ Gươm, hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Một buổi sáng tại thủ đô Hà Nội rất là tất bật luôn. Xe cộ bây giờ rất là đông đúc nữa. Đây, xe cộ rất là đông mọi người. Bây giờ người ta cũng đi làm á, thời gian này là thời gian người ta đi làm. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua bên kia, qua bên cái hồ Hoàn Kiếm. Xe đông quá trời đông liền. Đây, trước mặt của quý cô chú, Hồ Hoàn Kiếm. Ôi, gió mát quá. Bây giờ đứng đây mình ngắm cái Hồ Hoàn Kiếm ở đây. Một cái hồ có thể nói là khá là nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội. Ai ai cũng đến thủ đô Hà Nội đều ghé đến cái Hồ Hoàn Kiếm một lần. Đẹp quá mọi người. Bên kia là tháp rùa. Tháp rùa thì nằm giữa hồ Hoàn Kiếm luôn. Còn phía bên phải bên kia, hướng về bên phía bên phải đây, đó là đền Ngọc Sơn. Cái đó mình sẽ đi về đó, mình sẽ mua cái vé vào đó tham quan. Nhưng mà cái thời gian hoạt động của nó là bắt đầu 9 giờ sáng. Hiện tại bây giờ mới có 7 giờ rưỡi à, chưa mở cửa đâu. Giờ thì mình sẽ đi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm một ít, rồi sau đó mình sẽ đi kiếm quán cà phê trứng, một cái món cà phê khá nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội. Ai ai đến đây cũng phải thưởng thức một ly cà phê vào buổi sáng tại thủ đô Hà Nội nha. Tối qua thời tiết ở Hà Nội mới mưa xong, sáng nay thì cũng có gió hơi mát chứ nó không có hầm lắm. Wow, ở đây mình thấy là có một cái điểm độc đáo. Đây là một cái gốc cây, một cái cây mọc bị nghiêng và chỉ thẳng xuống Hồ Gươm này luôn nè mọi người. Hồ Hoàn Kiếm á, đây nè. Không biết sao cây này mọc khá là độc đáo ha. Mọc chỉ thẳng xuống hồ luôn. Người ta phải dùng một cái dây sợi cáp, ta sẽ trụ nó lại, kéo nó lại, chứ không là nó sẽ ngã xuống dưới hồ luôn á. Một cái cây khá độc đáo luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia, có thêm một cái cây bên kia nữa cũng bị nghiêng ra, mọc hẳn chỉ xuống dưới hồ luôn. Khá là độc đáo đây. Sáng nay đi dạo Hồ Gươm. Ở đây có tới hai cái tên lận,
Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm cũng là một. Mình sẽ đi vòng xung quanh qua bên kia cái hồ, nửa cái hồ thôi chứ chắc không đi hết đâu, không đi hết cái hồ đâu. Mình thấy cái Hà Nội cũng giống như trong Sài Gòn thôi. Buổi sáng thì mỗi người đều rất là bận rộn. Đây là nhóm du khách đi du lịch tham quan ở đây. Đây có một cái tháp gì nhỏ nhỏ đây, mình cũng không biết cái để tên gì nữa. Sáng nay ai cũng đi tập thể dục, đi chụp ra đây, đi dạo, tập thể dục, cũng như chụp hình đây. Lớp ban đêm ấy. Đây có sáng có mấy cô chú tập thể dục, chạy bộ, ngồi chơi, nghỉ mát đây, cũng như là có khách du lịch nữa. Nói chung thì đây cũng là lần thứ hai thì mình cũng có đến Hồ Gươm, nhưng mà cũng cách đây cũng khá lâu rồi, cũng hơn 7-8 năm rồi. Đây lần thứ hai quay lại thì mới có dịp đi trên Hồ Gươm này thôi, chứ lần đầu tiên thì không có đi trên Hồ Gươm này. Tới thì mình đi toàn là những cái điểm khác không à. Mình thấy thì ở đây thì không khí ở Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội thì nó khác hoàn toàn với trong Sài Gòn. Nói chung là cái nó khác, nó không giống nhau. Rồi, mình đi qua tới đây có cái ghế nè, mình ngồi đó mình nghỉ chân, mình ngắm cái Hồ Gươm đây, xong đó mình sẽ đi uống cà phê buổi sáng và kiếm gì đó ăn. Đây cũng có một cái quán cà phê đây, và ngay Hồ Hoàn Kiếm đây luôn. Ôi mất ghế rồi, mới thấy câu ghế xong. Đây có bàn ghế đây, mình có thể ngồi đây nghỉ chân xíu. Tháp rùa ngay nằm ngay giữa hồ luôn. Mình nghĩ là cái tháp rùa ngày xưa thì chắc để đây ông cụ rùa thì có thể bơi và có thể leo lên đó nó sống ở trong cái hồ này, và cũng leo lên đó để nói chung là tránh leo lên cái bờ sợ bị bắt đó.